Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền. Kính thưa chị, nội khoa trong điều trị suy tim, trong cái bối cảnh hiện nay có nhiều điều lựa chọn mới, chúng ta được biết rằng là để điều trị suy tim thì cái điều trị không dùng thuốc, các phương pháp điều trị không dùng thuốc là rất quan trọng, bao gồm là chế độ trị nó cũng sẽ là một cái phần mà không thể thiếu được. Các nhóm thuốc này chủ yếu là sẽ ngăn cản những cái quá trình diễn biến của sinh lý bệnh, rối loạn sinh lý bệnh trong điều trị suy tim. Những cái quá trình sinh lý bệnh, rối loạn sinh lý bệnh này lúc đầu nó sẽ làm cho để bù trừ cái hiện tượng thiếu hụt cung lượng tim trong suy tim. Nhưng sau đó thì nó sẽ làm cái con dao hai lưỡi, sẽ làm nặng thêm cái tình trạng suy tim, nó làm tăng cái quá tải cho hoạt động của quả tim. Thì chúng ta biết là khi mà suy tim thì nó sẽ có hoạt động, tăng hoạt động của một cái hệ thần kinh thể dịch. Trong đó thì có hệ renin, angiotensin, aldosterone này, có tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, cũng như là có tăng hoạt động của các peptide lợi niệu. Và vì vậy thì chúng ta sẽ có các nhóm thuốc chính, ví dụ như là nếu như mà có tăng cái hoạt động của hệ renin, angiotensin, aldosterone gây co mạch, gây giữ nước muối, thì chúng ta sẽ có các nhóm thuốc tác dụng lên hệ renin, angiotensin, bao gồm có ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hoặc là thuốc kháng aldosterone. Có hiện tượng tăng hệ thần kinh giao cảm, trong đó thì chúng ta sẽ có những cái thuốc để đánh vào các receptor của hệ thần kinh giao cảm, và chủ yếu ở đây là những cái thuốc mà chặn ức chế receptor beta, gọi là thuốc chặn beta. Ở các nhóm khi mà có tăng, khi mà nhân suy tim thì nó sẽ có để bù trừ, nó sẽ có cái hiện tượng gọi là tiết ra những cái peptide lợi niệu. Tuy nhiên là các peptide lợi niệu này thì sẽ bị phá hủy nhanh chóng bởi neprilysin, và vì vậy thì chúng ta sẽ có cái nhóm thuốc để ức chế men neprilysin, và do đó thì nó sẽ duy trì được cái tác dụng có lợi của peptide lợi niệu. Và tuy nhiên thì là cái ức chế neprilysin thì nó sẽ có một cái tác dụng phụ là nó lại tăng angiotensin 2, và vì vậy thì để cái nhóm thuốc này có hoạt động tốt nhất thì chúng ta sẽ phải cần có hai nhóm phối hợp, tức là một nhóm thuốc ức chế neprilysin bao gồm là sacubitril và một nhóm thuốc ức chế thụ thể là valsartan. Bởi vì nếu như nhóm ức chế neprilysin mà phối hợp với ức chế men chuyển nó sẽ gây nên tăng cái tỷ lệ phù mạch, và vì vậy thì cái nhóm thuốc được ưu thế, và cho đến bây giờ thì có nghiên cứu để chứng minh rằng là có cải thiện được tiên lượng cho bệnh nhân suy tim là nhóm ức chế sacubitril và valsartan, hoặc gọi là nhóm acne, và trên lâm sàng chúng ta có là uprio. Nắm trong cơ chế bệnh của suy tim thì tăng cường hoạt động của hệ thần kinh giao cảm nó xuất hiện rất là sớm, ngay từ trước khi có sự tăng cường của hệ renin angiotensin, và vì vậy thì chạy beta cũng là một cái nhóm thuốc mà được chỉ định rất là sớm ở những nhóm bệnh nhân gọi là mới có những cái biểu hiện của suy tim thôi. Để phối hợp sử dụng các nhóm thuốc này như thế nào thì chúng ta có những cái hướng dẫn điều trị mới. Chúng ta có gần gũi nhất với Việt Nam đó là có quyết định về việc sử dụng tài liệu chuyên môn hướng dẫn và chẩn đoán điều trị suy tim mãn tính năm 2020. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có những cái tài liệu cập nhật mới hơn của quốc tế, như là năm 2021 những cái khuyến cáo về việc đồng thuận về việc sử dụng các thuốc điều trị suy tim, 10 cái yếu tố chính mà chúng ta cần phải điều trị ở những bệnh nhân cần phải chú ý thì trong cái việc điều trị những bệnh nhân suy tim có phân suất tổ máu giảm. Hoặc là của Hội Tim Mạch Canada năm 2021 cũng có một cái cập nhật hướng dẫn điều trị suy tim. Và năm 2021 thì chúng ta có một cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu, khuyến cáo để chẩn đoán và điều trị suy tim cấp cũng như suy tim mãn tính. Và năm 2022, mới nhất gần đây thì là tháng 5 năm 2022 thì Hội Tim Mạch Hoa Kỳ cũng như là Chuyên môn Tim Mạch Hoa Kỳ sẽ đưa ra một cái hướng dẫn điều trị suy tim. Thì tự chung lại thì chúng ta thấy rằng là các khuyến cáo này nó sẽ có một cái sự thay đổi lớn so với trước kia. Nếu như trước kia thì chúng ta sẽ tiếp cận bệnh nhân suy tim theo từng bước một, ví dụ như là bước một ở đây thì chúng ta sẽ cho dùng các thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, sau đó thì chúng ta dùng phối hợp thêm các thuốc chạy beta hoặc là thêm các kháng aldosterone, và sau đó thì nếu như mà bệnh nhân vẫn có thể dung nạp được và còn triệu chứng thì chúng ta sẽ phối hợp thêm nhóm acne từ năm 2014 sau khi mà có nghiên cứu paradigm thì acne sẽ được sử dụng khá là nhiều những bệnh nhân suy tim và rất là máu giảm. Và năm 2020-2021 thì với nghiên cứu DAPA-HF cũng như là Emperor Reduce thì chúng ta có thêm ức chế thuốc ức chế SGLT2 vào trong cái nhóm thuốc, các nhóm thuốc để điều trị suy tim. Tuy nhiên người ta thấy rằng là các cơ chế để gây nên suy tim, và chúng ta cũng có những dùng các nhóm thuốc này để điều trị suy tim thì không nhất thiết là chúng ta phải đi vào từng bước một, vì là mỗi các thuốc nó sẽ có đánh vào những cái cơ chế khác nhau của quá trình suy tim, và do đó thì nó sẽ có tác dụng cộng hợp để giúp cho cái việc điều trị suy tim được tốt hơn. Và vì vậy thì các khuyến cáo của các nhà khoa tim mạch học trên thế giới cũng như là Việt Nam thì đề nghị là chúng ta sẽ có một cái bước tiếp cận mới, một cái cách tiếp cận mới, đó là ngay từ bước đầu tiên thì chúng ta đã phối hợp các thuốc sớm rồi, đó là ví dụ như ở đây của đội Hội Tim Mạch Canada thì chúng ta sẽ phối hợp chạy beta này với các thuốc ức chế SGLT2 này, sau đó thì chúng ta sẽ có thể phối hợp với cả acne này hoặc là kháng aldosterone. Và người ta đưa ra rằng là bốn cái nhóm thuốc được gọi là bốn trụ cột trong điều trị suy tim mà các bạn đã rất quen thuộc trong rất nhiều hội nghị gần đây rồi, đó là nhóm acne hoặc là ức chế men chuyển, ức chế thụ thể,
để thay thế cho acne, thì nhưng bệnh nhân không có điều kiện hoặc là trong cơ sở y tế mà không có ức chế men chuyển. Nhóm chặn beta, nhóm kháng aldosterone và nhóm ức chế SGLT2. Và sau đó khi mà chúng ta phối hợp được bốn nhóm thuốc này rồi thì chúng ta sẽ có một cái đánh giá trên lâm sàng để có thể cá thể hóa điều trị. Với khuyến cáo của ESC năm 2021 với những bệnh nhân mà suy tim phân xuất tổ máu giảm thì chúng ta cũng thấy tương tự có bốn nhóm thuốc là ức chế men chuyển hoặc là acne, nhóm chặn beta kháng aldosterone và nhóm ức chế SGLT2. Trong đó thì hai cái nhóm thuốc gọi là khá là cổ điển là ức chế men, ức chặn beta cũng như là kháng aldosterone. Và chúng ta nếu như bệnh nhân có quá tải thể dịch thì chúng ta sẽ sử dụng các nhóm thuốc lợi tiểu. Và trong khuyến cáo mới nhất của Hội Tim mạch Hoa Kỳ cũng như Trưởng môn Tim mạch Hoa Kỳ năm 2022 thì chúng ta sẽ tiếp cận theo từng bước. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ có những cái bước để chẩn đoán xem bệnh nhân có suy tim phân xuất tổ máu giảm hay không. Và chúng ta sẽ điều trị các thuốc theo khuyến cáo, cũng có 4 nhóm thuốc giống như là chúng ta đã trình bày. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cố gắng chỉnh liều đến cái liều đích của tất cả các nhóm thuốc này theo như là bệnh nhân, theo khả năng dung nạp của bệnh nhân, theo kết quả xét nghiệm cũng như là tình trạng lâm sàng của bệnh nhân và phân xuất tổ máu. Đến bước thứ ba là chúng ta sẽ đánh giá từng cái bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân để chúng ta quyết định. Sang cái bước thứ tư là chúng ta sẽ áp dụng thêm những cái phương pháp mới, ví dụ như là dùng các thiết bị hoặc là các phương pháp điều trị nâng cao. Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục đánh giá lại tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, phân xuất tổng máu để chúng ta có được những cái, nếu như mà cần thì sẽ được đưa bệnh nhân đến những cái trung tâm điều trị suy tim chuyên sâu. Thì ở đây trong cái ngay cái trong cái bước đầu tiên này chúng ta thấy là ở những bệnh nhân có phân xuất tổng máu giảm dưới 40 AF dưới 40% giai đoạn C, tức là bệnh nhân đã có những triệu chứng trên lâm sàng về suy tim ở trước đây hoặc là bây giờ, thì chúng ta sẽ nên phối hợp cả bốn nhóm thuốc ở đây là nhóm acne này, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể này, chặn beta, kháng aldosterone, ức chế SGLT2 và thuốc lợi tiểu nếu như bệnh nhân có cần thiết. Và sau đó thì chúng ta sẽ phân loại thay lọc phân xuất tổng máu trên dưới 40% hoặc là trên 40% để chúng ta quyết định. Và với cái bước 4 này thì có thể chúng ta sẽ dùng các thiết bị điều trị, ví dụ như là ICD và thuốc chống rung nếu như bệnh nhân có những cái phân xuất tổng máu dưới 35% này, hoặc là bệnh nhân đã có thậm chí là có những cái rối loạn nhịp như rối loạn nhịp thất trước đấy rồi, hoặc rối nhịp nhanh thất hoặc là rung thất, hoặc là những bệnh nhân nếu như mà có mất tái đồng bộ, có mất đồng bộ cơ tim thì chúng ta sẽ cấy máy tái đồng bộ cho bệnh nhân. Hoặc là những bệnh nhân có suy tim kháng trị thì chúng ta sẽ phải xem xét đến liệu là chúng ta phải sử dụng những cái nhóm lợi tiểu hoặc là những cái ghép tim, hoặc là những cái biện pháp nâng cao hơn như là những cái hỗ trợ thất ECMO. Thì chúng ta thấy rằng là trong các nhóm thuốc điều trị suy tim thì nhóm ức chế men chuyển này hoặc là chặn beta là những cái nhóm thuốc mà được có từ rất lâu đời rồi, gọi là nhóm rất là cổ điển rồi, nhưng mà nó vẫn giữ nguyên cái vai trò quan trọng trong việc điều trị suy tim. Do có những cái nghiên cứu mà tí nữa chúng ta sẽ cùng tham khảo, thì ở đây chúng ta thấy rằng là nếu như với nhóm thuốc chặn beta thì chúng ta chỉ nên sử dụng các nhóm thuốc mà đã có nghiên cứu để chứng minh vai trò của nó trong cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân suy tim, đó là các vedilone này, metoprolol succinat này, bisoprolol và có nivolol đối với các khuyến cáo của châu Âu. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái nhóm thuốc, những cái tiêu chí khác mà chúng ta đã có trong những cái bài trình bày trước rồi, ví dụ như là thêm kháng aldosterone này, thêm ức chế SGLT2 này, thêm lợi tiểu này, hoặc là pyrazine, hoặc là nhóm nitrat này, hoặc là ivabradin với từng nhóm bệnh nhân khác nhau, thì chúng tôi cũng sẽ không để trình bày ở đây nữa. Ở đây trong cái nhóm thuốc đầu tiên thì với acne hoặc là ức chế men chuyển thì acne rõ ràng là trong nghiên cứu paradigm nó sẽ có vai trò, nó sẽ có cái viện bảo vệ tốt hơn là với ức chế men chuyển, tốt hơn là với enalaprin. Vì vậy thì nếu như bệnh nhân có điều kiện và trong cái cơ sở y tế có acne thì chúng ta nên sử dụng acne, nó sẽ được ưu tiên hơn ức chế men chuyển. Còn nếu như bệnh nhân có các chống chỉ định hoặc bệnh nhân không thể dung nạp được với acne thì khi đó chúng ta sẽ cân nhắc sử dụng ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể. Và người ta thấy rằng là liệu chúng ta nên bắt đầu bằng acne hay là bằng chặn beta, thì mặc dù acne là một cái thuốc rất là tốt, tuy nhiên rằng thứ nhất là nó sẽ có những cái tác dụng phụ, ví dụ như là với những bệnh nhân mà suy tim thì có thể là huyết áp thấp thì acne bệnh nhân cũng sẽ không thể dung nạp được, chúng ta sẽ không thể sử dụng được, hoặc là cái chi phí để sử dụng với acne nó cũng không phải bệnh nhân nào cũng có thể chi trả được. Và vì vậy thì cái việc mà khởi trị với acne không phải luôn luôn là cái lựa chọn hàng đầu cho những bệnh nhân suy tim. Ngoài ra thì chúng ta khi mà điều trị suy tim thì chúng ta cũng phải cân nhắc đến cái việc dung nạp thuốc cho bệnh nhân. Ví dụ như là chức năng thận của bệnh nhân ra làm sao,
huyết áp của bệnh nhân như thế nào, nhịp tim của bệnh nhân như thế nào, để chúng ta có thể có được cái lựa chọn cũng như là cái chỉnh liều cho bệnh nhân đến cái liều tối đa mà bệnh nhân có thể dung nạp được, người ta gọi là cái liều tối ưu cho bệnh nhân. Thì cái việc này cũng là rất cần thiết. Và với những bệnh nhân trong quá trình theo dõi mãn tính thì chúng ta cần phải có những cái định kỳ, khám định kỳ cho bệnh nhân, đặc biệt là khi mà bệnh nhân bắt đầu được sử dụng thêm một nhóm thuốc mới, hoặc là khi bệnh nhân được chỉnh liều cao hơn thì chúng ta phải hẹn bệnh nhân quay lại khám sớm hơn để chúng ta đánh giá, thứ nhất là khả năng dung nạp của bệnh nhân có tác dụng phụ hay không, để chúng ta có thể phải có những cái sự điều chỉnh phù hợp. Và trong cái khuyến cáo của ACC năm 2021 thì người ta thấy rằng là mình không bắt buộc là phải bắt đầu bằng chạy beta hay là bắt đầu bằng acne hay ức chế men chuyển, mà chúng ta có thể lựa chọn một trong hai nhóm thuốc này tùy theo là nhóm bệnh nhân, tùy theo cái cá thể bệnh nhân đấy như thế nào. Ví dụ như nếu như bệnh nhân có nhịp tim nhanh, huyết áp ổn, chúng ta có thể nên bắt đầu bằng chạy beta trước. Hoặc là nếu như bệnh nhân mà có nhịp tim không cao lắm hoặc huyết áp thì vẫn còn cao thì chúng ta nên sử dụng thêm nhóm acne hoặc là nhóm ức chế men chuyển. Sau đó thì tất nhiên chúng ta sẽ cố gắng vào được cả bốn nhóm thuốc và chúng ta chỉnh liều đến cái liều cao nhất. Tuy nhiên là nếu như bệnh nhân mà lại có dấu hiệu của suy tim ứ dịch thì khi đó chúng ta sẽ chưa thể vào được chưa thể vào chạy beta được ngay, và chúng ta sẽ bắt đầu khởi trị bằng acne hoặc ức chế men chuyển. Với chạy beta là cái nhóm thuốc gọi là cổ điển, rất là kinh điển trong điều trị suy tim rồi, thì chúng ta cũng có các nghiên cứu và để cho thấy rằng là một số các nhóm thuốc chạy beta, không phải tất cả các thuốc trong nhóm chạy beta đều sử dụng được ở bệnh nhân suy tim, mà chỉ có bốn nhóm thuốc đã có nghiên cứu cho thấy rằng là cái nhóm thuốc này có thể có lợi ở những bệnh nhân suy tim, nó cải thiện tiên lượng cũng như là cải thiện triệu chứng cho bệnh nhân suy tim. Đó là nhóm bisoprolol với nghiên cứu CBIS-2 này, carvedilol với nghiên cứu Copernicus này, hoặc là metoprolol succinat trong nghiên cứu Merit-HF, hoặc là senior với nebivolol. Thì chúng ta thấy rằng là lợi ích của chạy beta qua các nghiên cứu, với những bệnh nhân có suy tim phân suất tổng máu giảm, nó sẽ giảm được các biến cố bất lợi trong suy tim, người ta gọi là những biến cố hộp. Ví dụ như nó giảm được 29% tử vong do mọi nguyên nhân, giảm 27% đột tử, giảm 27% tử vong do nguyên nhân tim mạch, và nó giảm được 36% nhập viện do suy tim, cũng như là có thể cải thiện cái phân suất tổng máu lên khoảng 4,2%. Và một cái chỉ số rất quan trọng cho các nghiên cứu đó là NTT, tức là cái số lượng cá thể mà chúng ta phải điều trị để có thể cải thiện được, giúp cho một bệnh nhân giảm được biến cố. Ví dụ như NTT với tử vong do mọi nguyên nhân là 21, tức là chúng ta điều trị 21 bệnh nhân thì chúng ta sẽ giúp được cho một bệnh nhân không bị tử vong do tử vong do mọi nguyên nhân. Và với nhập viện sau suy tim, chỉ số này là 25, NTT với tử vong do nguyên nhân tim mạch là 26 và đột tử là 43, đây là một con số khá là thấp. Và lợi ích của chạy beta thì không phải, trước kia thì chạy beta được nói là chống chỉ định ở những bệnh nhân suy tim, bởi vì là theo cơ chế của suy tim thì là tim, khi mà suy tim thì tim đã giảm co bóp rồi. Vậy thì nếu như chúng ta sử dụng một nhóm thuốc thuộc chạy beta và sẽ làm giảm co bóp cơ tim thì liệu có làm tăng tình trạng suy tim hơn hay không? Tuy nhiên là chúng ta đã biết là trong cái cơ chế sinh lý bệnh của suy tim là có sự hoạt động quá mức của hệ thần kinh giao cảm, và vì vậy khi mà sử dụng nhóm chạy beta nó sẽ làm hạn chế cái việc hoạt động quá mức của hệ thần kinh giao cảm này, nó sẽ giống như là giúp như là cái chú lừa mà đang bị hoạt động mà đang bị yếu mệt rồi ấy, người ta ví quả tim suy tim, nếu như chú lừa đang mệt thì khi đó nó sẽ được hạn chế tốc độ, và vì vậy nó sẽ giúp tăng sức bền của cái chú lừa, tức là tăng cái thời gian kéo dài cái thời gian hoạt động của quả tim. Và ở đây chúng ta thấy rằng là trong một cái nghiên cứu phân tích cổ số lượng rất là lớn, thì chúng ta thấy với những bệnh nhân dù các phân suất tổng máu giảm nhưng ở các nhóm khác nhau, ở những phân nhóm khác nhau, dù là phân suất tổng máu rất là thấp dưới 20% thôi, hoặc là từ 20 đến 25, 26 đến 34, hoặc là 35 đến 39, 40 đến 49, thì chúng ta thấy rằng là ở cái nhóm phân suất tổng máu mà càng thấp thì cái lợi ích của nhóm chạy beta lại càng cao. Tuy nhiên là có một điều cũng phải rất chú ý là chúng ta sẽ phải lựa chọn được cái nhóm thuốc phù hợp cũng như là cái liều thuốc phù hợp cho bệnh nhân trên lâm sàng, chứ chúng ta không nên vào chạy beta một cách quá nhanh quá mạnh thì có thể nó sẽ làm tăng cái dấu hiệu ứ dịch của bệnh nhân, suy tim ứ dịch của bệnh nhân. Và hơn nữa thì khi mà chúng ta sử dụng thuốc chạy beta thì nó sẽ ở trong tiên lượng cho bệnh nhân suy tim thì sẽ có một cái chỉ số là tần số tim, và tần số tim càng cao thì tiên lượng của bệnh nhân càng kém, và vì vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ lựa chọn tần số tim này cũng như là cái liều thuốc chạy beta. Thì trong một cái nghiên cứu đăng trên tạp chí suy tim của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, chúng ta thấy rằng là ở những cái nhóm bệnh nhân khác nhau có thể sử dụng chạy beta hay không sử dụng chạy beta và cái tần số tim trong cái quá trình điều trị đấy là cao hay là thấp, thì chúng ta thấy rằng là cái nhóm bệnh nhân mà có lợi ích tốt nhất đó là những nhóm bệnh nhân mà có thể sử dụng chạy beta với liều cao và đạt được tần số tim thấp. Còn với những nhóm bệnh nhân mà có tiên lượng xấu nhất đó là những nhóm bệnh nhân mà có tần số tim cao và chúng ta sử dụng liều chạy beta thấp. Tất nhiên là với những bệnh nhân mà có suy tim nặng hơn thì rõ ràng là chúng ta không thể tăng liều chạy beta đến cái liều rất cao được. Và lúc này thì tần số tim vẫn còn cao thì chúng ta có thể sử dụng thêm những cái nhóm thuốc khác để làm giảm cái việc tần số tim.
Ví dụ như là bệnh nhân có rung nhĩ thì có thể dùng chenbigoxin, hoặc là bệnh nhân nhịp xoang thì có thể dùng ivabradin. Và chúng ta thấy rằng là ở cái bệnh nhân có nhịp xoang thì cái tần số của nó nên đưa xuống dưới 80, và thậm chí là tốt nhất các phương pháp bây giờ thì người ta nói là nên đưa khoảng tần số tây tim xuống khoảng 60 đến 70 mm, 60 đến 70 nhịp trên phút với những bệnh nhân có nhịp xoang. Với những bệnh nhân rung nhĩ thì chúng ta có thể để cao hơn một chút, khoảng 70 đến 80. Và ở đây thì chúng ta thấy là có một cái nghiên cứu trên nhóm bệnh nhân châu Á, nghiên cứu một cái phân tích gọi là đời thực. Cứu đời thực thì so sánh lợi ích của chạy beta so với cả nhóm ức chế hệ renin angiotensin aldosterone, hệ RAS đó. Thì chúng ta thấy 100 những bệnh nhân mà có liều chỉ dùng, tức là các bệnh nhân này chỉ dùng ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể thôi, so sánh với cả chạy beta thì cái tỷ lệ giảm tử vong của nó là 0.75, thấp hơn cao hơn so với cả nếu như mà chúng ta dùng chạy beta mà không dùng ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể. Và vì vậy thì nếu như mà chúng ta thấy rằng là với những thuốc chạy beta này, nếu như chúng ta có thể tối ưu hóa đến cái liều, tức là đạt được đến 100% cái liều tối đa của nó, thì cái hiệu quả trên lâm sàng sẽ đạt được tốt hơn so với là nếu như chúng ta chỉ có tăng liều ức chế men chuyển ức chế thụ thể. Tuy nhiên trên lâm sàng cái khả năng này cũng ít xảy ra hơn, mà chúng ta sẽ cố gắng là sử dụng cả hai nhóm thuốc này và sẽ tăng liều đến tối đa có thể của cả hai nhóm thuốc này. Và ở đây chúng ta thấy rằng là qua các nghiên cứu thì nếu như chúng ta sử dụng ức chế hệ angiotensin này hoặc là ức chế men chuyển thì chúng ta sẽ giảm được khoảng 15-20% các tỷ lệ tử vong, trong khi là nếu như chúng ta sử dụng chạy beta nó có thể giảm được hơn 30%, hoặc là kháng aldosterone chúng ta có thể giảm được khoảng hơn 20% các biến cố. Và nếu như trong các nhóm chạy beta với nhau, so sánh giữa chạy beta 1 chọn lọc so với chạy beta có giãn mạch, thì ở đây thì rõ ràng là cái việc mà dùng thuốc chạy beta so với không dùng chạy beta thì rõ ràng là nó sẽ có lợi ích hơn. Và theo cơ chế thì người ta nói rằng là với những cái thuốc chạy beta có giãn mạch thì có vẻ sẽ tốt hơn cho bệnh nhân suy tim, nhưng tuy nhiên trên thực tế thì sử dụng hai nhóm thuốc, nhóm isoprolol là chạy beta chọn lọc thôi, và carvedilol là nhóm chạy beta và có thêm cái yếu tố giãn mạch còn trong cái chạy alpha nữa, thì cái survival của sống còn của nó tương tự nhau giữa hai nhóm. Sự khác biệt ở đây là không có nghĩa thống kê. Vậy thì chúng ta có thể chuyển đổi giữa hai nhóm nếu như mà trong cái cơ sở chúng ta không có. Một cái vấn đề rất quan trọng nữa trong việc điều trị các thuốc suy tim nói chung cũng như là chạy beta nói riêng, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải đạt những cái liều tối đa mà bệnh nhân có thể dung nạp được, người ta gọi là cái liều tối ưu, optimal. Thì chúng ta thấy rằng ở đây cái việc điều trị này không phải ở tất cả các nhóm thuốc đều đạt được cái liều tối đa. Ở đây chúng ta thấy cái tỷ lệ đạt được liều đích cũng khá là thấp. Trong nghiên cứu CBIS ND thì chúng ta đã đạt được khoảng 50% thôi. Chẳng hạn như là ở đây là với carvedilol thì chúng ta thấy nó sẽ giảm nó khoảng 70-80%, hoặc thậm chí với những một số nghiên cứu thì chỉ được khoảng 40% thôi. Ở những nghiên cứu đời thực bao giờ cũng sẽ có những cái tỷ lệ đạt được cái liều tối ưu thấp hơn so với cả nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi. Với metoprolol succinat cũng tương tự như vậy. Và tỷ lệ đạt liều đích với chạy beta thì chúng ta thấy cũng không cao, dù là chuyển đổi thuốc. Chúng ta thấy với những bệnh nhân ví dụ như ở đây bệnh nhân trong cái nghiên cứu ta chuyển đổi giữa các carvedilol và bisoprolol, khi mà bệnh nhân bị chóng mặt do có thể giãn mạch hoặc huyết áp hạ thì chúng ta sẽ chuyển từ các carvedilol sang bisoprolol, thì cái tỷ lệ này có vẻ cũng không có khác nhau nhiều, nó đạt được NIHA cũng sẽ không thay đổi giữa khi mà trước khi chuyển đổi và sau khi chuyển đổi. Chúng ta thấy rằng là cái NIHA 2-3 này có vẻ tốt hơn. Và trên thực tế thì nếu như bệnh nhân điều trị ở tuyến chuyên khoa thì cái tỷ lệ chạy beta cũng đã không được cao, nhưng với những bác sĩ tuyến cơ sở thì cái việc thực tế đạt điều đích của chạy beta còn thấp hơn nữa, và cái việc mà không đạt điều này nó cũng sẽ làm cho cái tiên lượng của bệnh nhân kém hơn, nên cái nhóm bệnh nhân mà có NIHA 3 là sẽ cao hơn lên. Vì vậy thì chúng ta sẽ cố gắng làm thế nào để có thể đẩy được cái liều lên tối đa mà bệnh nhân có thể dung nạp được. Tất nhiên là không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi vì bệnh nhân có thể có những cái tác dụng phụ của chạy beta như là huyết áp thấp này, hoặc là bệnh nhân có chóng mặt, những cái dấu hiệu của thiếu máu não chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái nhóm thuốc khác nữa. Và còn vấn đề là làm thế nào để chúng ta đạt được cái tần số tim mục tiêu cho bệnh nhân. Một cái vấn đề nữa trong điều trị suy tim đó chính là phối hợp thuốc. Chúng ta biết trong các khuyến cáo thì bao giờ người ta nói rằng là cố gắng phối hợp cả 4 nhóm thuốc, tuy nhiên không phải lúc nào cũng làm được. Nhưng chúng ta cũng phải thấy rằng là khi mà chúng ta phối hợp được các nhóm thuốc với nhau, càng phối hợp được nhiều nhóm thuốc thì cái biến cố tim mạch càng được giảm nhiều hơn. Ở đây chúng ta thấy đường màu xanh là những bệnh nhân mà không dùng thuốc, màu đỏ là bệnh nhân chỉ dùng đơn trị thôi, màu xanh lá cây là những bệnh nhân dùng 2 nhóm thuốc, và màu đen ở dưới là những bệnh nhân dùng 3 nhóm thuốc. Thì cái nhóm bệnh nhân mà được sử dụng càng nhiều nhóm thuốc với nhau thì cái biến cố của nó càng thấp, tức là càng giảm được các biến cố về tim mạch.
Và khi phối hợp thuốc thì nó cũng làm giảm được tử vong do mọi nguyên nhân. Ví dụ như trong nghiên cứu SO, nếu như chúng ta chỉ điều trị ức chế men chuyển thôi thì nó giảm được 16% cái tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Trong nghiên cứu TRAM với can đề giác tăng, chúng ta dùng ức chế một cái thuốc ức chế thụ thể so sánh với placebo giảm được 17%. Tuy nhiên trong nghiên cứu MERIT-HF, chúng ta phối hợp giữa một nhóm thuốc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể với chạy beta, thì chúng ta sẽ thấy là khi mà phối hợp thêm với chạy beta nó sẽ giảm đến 34% cái biến cố tử vong do mọi nguyên nhân. Hoặc là trong emphasis chúng ta phối hợp thêm một thuốc kháng androsterone thì chúng ta sẽ giảm được 24%. Hoặc là với acne thì ngoài cái việc phối hợp giảm được cái biến cố tim mạch rất là cao thì chúng ta giảm thêm được 16%, tức là trong cái nghiên cứu này người ta ví như là được đứng trên vai người khổng lồ, tức là giảm rất nhiều với ức chế men chuyển, ức chế thụ thể với chạy beta với kháng androsterone. Nhưng nếu như chúng ta sử dụng thuốc và chúng ta sẽ chỉnh liều thuốc lên như thế nào, thì ở đây nếu như mà chúng ta chỉ ở cái đường màu cái phía bên nhạt này, tức là nếu như chúng ta tăng liều của ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể lên, thì nhưng mà chúng ta tăng lên 100% thì nó chỉ đến đây, nó giảm được cái cấu tim mạch đến màu xám xám ở đây. Nhưng nếu như mà chúng ta đạt được cái liều chạy beta lên khoảng 50-99% thì chúng ta thấy là nó có vẻ cao hơn so với cả cái việc mà chúng ta tăng liều lên với cái liều tương tự của ức chế men chuyển, ức chế thụ thể. Và cái việc mà tốt nhất ở là cái nhóm màu xám, màu cam, màu nhạt, màu ngà này, và khi chúng ta tăng được cả liều của ức chế men chuyển, tăng được cả liều của chạy beta lên thì chúng ta sẽ giảm được cái biến cố về tim mạch là cao nhất. Và ở đây chúng ta thấy có 4 nhóm thuốc để điều trị suy tim phân xuất tổng máu giảm, đúng không ạ? Đó là ức chế men ức chế hệ RAS, gồm ức chế men chuyển hoặc acne, chạy beta, kháng androsterone và ức chế SGLT2. Ngoài ra thì ngoài khi mà chúng ta phối hợp được 4 nhóm thuốc này thì chúng ta sẽ cá thể hóa tùy theo những bệnh nhân có thêm các bệnh cảnh khác, có thêm các bệnh lý mắc kèm khác, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng thêm những cái nhóm thuốc khác hoặc những phương pháp điều trị khác. Ví dụ như bệnh nhân có dung nhĩ thì đương nhiên chúng ta phải dùng thuốc chống đông, và ngày nay thì có thể dùng kháng vitamin K, hoặc ngày nay thì chúng ta có thêm các thuốc chống đông được uống mới. Hoặc là digitalis nếu như bệnh nhân có tần số đáp ứng tần số sốt cao, hoặc là nếu như bệnh nhân có block nhánh trái hoàn toàn và phục vụ QRS giãn rộng trên 150, chúng ta có thể cân nhắc dùng máy tản nhịp tái đồng bộ. Hoặc là nếu như bệnh nhân nhịp xoa như tần số tim trên 70 thì chúng ta sẽ sử dụng ivabradin. Nếu như bệnh nhân vẫn còn các dấu hiệu của ứ dịch thì chúng ta sẽ dùng lợi tiểu quai, hoặc là lợi tiểu thiazid, hoặc là chúng ta sẽ có những cái nhóm thuốc mới. Nếu như bệnh nhân gọi là điều tăng suy tim kháng trị, chúng ta sẽ có cái nhóm thuốc mới, ví dụ như là verisugiat hoặc là omecatib. Nếu như bệnh nhân có những cái bệnh lý nguyên nhân mà chúng ta có thể điều trị được, thì ví dụ như là bệnh nhân có hở van hai lá thì chúng ta có thể sửa hoặc là thay van hai lá nếu như mà trong phẫu thuật bệnh nhân có thể có chỉ định, hoặc là bệnh nhân có thể sửa van hai lá theo clip van hai lá. Với những nguyên da đen chẳng hạn và có dấu hiệu của suy tim, nếu như mà chúng ta dùng 4 nhóm thuốc này bệnh nhân chưa cải thiện, chúng ta có thể thêm nitrat hoặc hydralazine. Và chúng ta nếu như bệnh nhân có thiếu sắt hoặc là có bệnh nhân thiếu máu nhiều thì chúng ta có thể sử dụng thêm ferric carboxymaltose. Và kể cả với 4 nhóm thuốc này thì chúng ta cũng sẽ cá thể hóa theo những cái bệnh, theo những cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân, theo những cái tiểu hình của bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân có theo huyết áp này, tần số tim này, nhịp tim và cái tổn thương chức năng thận của bệnh nhân, kali máu của bệnh nhân là bao nhiêu, để chúng ta có thể thêm ra giảm thêm hoặc bớt, hoặc là chỉnh liều giảm đi hoặc chỉnh liều tăng lên của các nhóm thuốc, để chúng ta có thể có được một cái đáp ứng tốt nhất cho bệnh nhân. Tóm lại thì chúng ta thấy rằng là trong cái bối cảnh điều trị có nhiều lựa chọn mới, có rất nhiều nhóm thuốc mới, thì chạy beta vẫn là một cái thuốc giữ vị trí quan trọng bên các nhóm thuốc mới. Và ở đây thì chúng ta thấy chạy beta có thể giảm tử vong theo liều và tần số tim bất kể là phân suất tổng máu là bao nhiêu. Và cái việc chuyển đổi thuốc trong nhóm chạy beta thì giúp chúng ta có thể đạt được cái liều đích cho bệnh nhân. Thì bài trình bày của tôi đến đây là hết ạ. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý của các quý đồng nghiệp.